đi mấy hôm rồi biết ai không? Chịu. Vợ tao ấy. Thì em chịu rồi. Nhưng mà anh bảo là anh không biết anh ra nó về phòng làm gì. Em có biết đâu, nếu là kiểu chưa có người yêu thì nó khỏi. Dạ. Anh quen nó lâu chưa? Vừa. Anh nói thật là quen nhau, anh nói thật luôn đi. Thật là vừa quen. Bà bảo con kia ra đây. Chào cô ạ. Quen nó lâu chưa, anh không phải ra đấy. Cô ấy ra đấy. Không phải ra đây. Đây là cô, tóm vừa quen rồi cô. Không phải ra đấy, anh vào đây nữa. Giờ cặp bồ cặp tịch với nhau, dẫn nhau về đây đây, chồng đây đây. Thế nào, nó vừa đi đến chơi lúc nãy. Vâng, cháu vừa quen rồi cô. Đi mấy hôm không về phòng rồi, không phải mấy hôm rồi. Từ mùng một còn đi yêu ấy. Em hỏi cái mới biết. Cháu chịu rồi. Chúng là em quen lâu chưa? Dạ em vừa quen anh. Quen bao lâu? Cháu vừa thôi. Nhưng mà bao lâu? Đấy, cháu đi được quen. Đi với nhau mấy hôm rồi. Không, em vừa được. Nhưng mà rồi. Em gái là cũng hơn một tuần không ở nhà rồi. Cháu nó đi làm ca đêm về, con không thấy. Thế là bà kiểu nó cứ đổi ca, sáng hôm nào cũng dậy sớm thì không thấy. Như thế này này, cô bảo cháu là cái việc riêng tư là của hai đứa giải quyết. Thế còn cái bạn này là cô thấy là nó mới dắt. Hôm nay là nó mới về. Cô thấy là có hai đứa dép. Không, bây giờ làm đêm là cô không biết đâu. Còn không chọn này thì có làm ngày mà cô thú. Thì là cô ừ, thì làm ngày đó, hôm nay mới thấy có hai đứa dép ở đây. Thì cô vừa nãy cô vừa mới nói đi ông chồng nhà cô. Còn là... em cháu thì... Thì em hay chồng vợ. Đây là chồng của em này. Vợ cháu. À. Vợ em này. Không phải chưa cưới đâu, cưới rồi đấy. Gần 2 năm rồi. Thế cái đấy là tùy của cháu. Thì hai đứa giải quyết. Mà... Hai đứa giải quyết với nhau. Này cô chỉ có đến nói chuyện cho hai vợ chồng nói chuyện thôi. Chứ vợ chồng mà không nói chuyện với nhau thì lớn làm gì? Thế lấy chưa? Lấy rồi nhưng mà kể cả em thế không lấy cũng phải về nhà để hai bên gia đình giải quyết xong đi. Em không phải đi như thế này. Gia đình em không nói một câu nào cả. Thế sao không bảo anh? Thế có cùng quê không nhau? Quê cùng nhau, lấy nhau gần 2 năm trời rồi. Cưới rồi ấy. Cưới rồi, cưới năm 10 năm 2021. Tắt điều hòa đi, nghe lạnh quá. Thôi chị đừng có quay nữa, chị tắt đi. Chị quay đâu em? Chị gặp mẹ, bây giờ phải quay cho mẹ em xem chứ mẹ gia đình bên em không tin. Đã bảo là cả thế này thế kia. Cái là lâu rồi. Lúc nào ông lấy cớ ra đấy. Mà chồng làm trái ca, trái công ty. Không biết, chị không biết. Chính cái lúc mà em bảo là cả thế này thế kia. Hôm nay lại có điện thoại nó. Hôm chị còn giữ điện thoại của nó mấy hôm. Không ai nhắn tin. Em biết hết rồi, chị không cần nói đâu. Lúc đầu em xuống em cũng biết. Cũng lâu rồi không về phòng rồi. Lâu rồi không về phòng rồi. Chắc là chị em hết rồi. Là vợ chồng ấy, nếu mà không xác định với nhau thì báo với hai bên nó ấy, chứ đừng có mình đừng có như thế này. Cái lúc nào mà hai vợ chồng mà không phản ứng với nhau thì báo với hai bố mẹ hai bên. Điện thoại của em để cho anh xem tin nhắn chúng mày yêu nhau như nào. Thôi quen nhau rồi. Thôi cái việc như này. Cái việc đấy không phải quan trọng. Như này này, cháu này, cô chân tình, cô là người lớn, cô nói với cháu là bây giờ dù là quen, ví dụ quen lâu hay là mới thì nó cũng không thành vấn đề gì. Bây giờ quan trọng là việc của cháu với bạn này. Nếu như hai đứa cảm thấy như thế nào thì về tự giải quyết với nhau. Chứ còn kể cả nó quen một năm trước nó cũng không giải quyết gì cả. Em vừa quen ở đây lúc hoặc là mới bây giờ thì cũng không giải quyết được cái gì. Cho xem điện thoại. Vấn đề là trước hay sau không quan trọng. Xem anh đập của em à? Không đập đâu. Không được. Cái này đập đèn cho. Đây là quyền riêng tư của em. Cái đấy là quyền riêng tư là cũng không nên làm mượn gì cả. Cái này ấy là nói chuyện nhẹ nhàng nhau thôi, còn nói thật anh gọi công an vào đấy. Đi đâu, ông đấy còn lo. Em là với bạn này bảo chưa có nghĩ yêu, cháu mới dắt về cô cũng thấy. Công nhận là hôm nay mới thấy có hai đứa dép thì tâm và tâm bảo anh chồng không bảo là bây giờ là phòng trọ mình đang ngày này là cũng không thể kiểm soát hết được. Không, mà em gái là này, cháu này. Không lúc đầu mấy ngày em không ở cùng với chồng đấy, là em đi ở cùng bạn với bạn em là cô không biết, nhưng mà hôm nay cô mới thấy có đôi dép nữa thì cô mới bảo là thế. Bây giờ em còn bảo là biết lại không ở với chồng thế tại sao biết là có đi chồng ở với bạn là đây là như nào này? bạn ở đâu, bạn em ở đâu? Bây giờ không muốn to chuyện ở đây thì không nói. Bây giờ em vậy cái xác định là em nói với bạn đấy là như thế nào, xác định là không lấy vợ chồng, không lấy nhau nữa gì, không lấy nhau, hai vợ chồng về quê giải quyết xong rồi muốn đi đâu thì đi, không cần phải đi như thế này. Bây
giờ em gọi bảo lấy nhau, mẹ em nữa. Đúng thì cái đấy là cuộc sống vợ chồng không ai khác biệt được. Nhưng mà mình không khác biệt với nhau, mình không phải khác biệt với nhau. Không cần phải không đừng bao giờ như thế này. Anh cũng ngờ đâu đấy. Mày cũng non lắm. Ô, khi ngủ với nhau không biết à? Thôi, xác định ở nhau thì... Em hỏi chị hỏi tái, tại còn bảo là quần áo ở nhà còn không thấy đâu. Đi làm về không thấy về thay phòng quần, quần phòng thay quần áo. Thế thì ở với nhau thì dọn cháu cầm đồ này không em? Hay là một hôm nay mới sẵn rồi? Hôm nay. Có đồ ở đây không? Không. Mấy hôm mà không về phòng, mấy... lâu lâu về. Còn về lên. Về xong lại vứt quần áo đấy xong đi. Đấy là ở hai đứa vợ chồng mà lần nhau thì cam hết rồi. Thôi cái vợ chồng mình không nên nói. Ừ, cái đấy là